trọng âm thầm giúp đỡ người con khá bảnh giảm án mà cộng đồng mạng không hề hay biết. Trước đây, có rất nhiều người trên mạng cũng cho rằng Dũng Trọng với Khá Bảnh mặc dù là bố con, nhưng khi Khá Bảnh lĩnh án, Dũng Trọng lại chẳng giúp gì được cho Khá. Thế nhưng phiên tòa xét xử đã qua, Dũng Trọng mới tiết lộ trong buổi livestream với Khánh Sky. Dũng Trọng đã nói rằng Khánh Sky luôn coi Khá Bảnh là một người anh đáng để Khánh nể phục. Vì thế, lẽ ra Khánh Sky cũng phải biết rằng ông đã vất vả và tốn kém như thế nào để thuê được hai luật sư tốt nhất và giỏi nhất đứng ra bào chữa cho Khá Bảnh. Vậy là hóa ra đại ca Dũng Trọng đã âm thầm đứng ra giúp đỡ người con Khá Bảnh mà cộng đồng mạng và Khánh Sky đã không hề hay biết. Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày Khá Bảnh bị xét xử đến giờ, chúng ta mới biết điều này bởi vì mọi công việc liên quan đến Khá Bảnh, Dũng Trọng rất ít chia sẻ lên mạng xã hội. Từ ngày Khá bị ông giáo bế đi cho đến giờ, như thế nào Dũng Trọng đều giữ kín. Nhưng quan trọng dù không nói, nhưng ông cũng đã làm, luôn giúp Khá Bảnh. Có rất nhiều người hỏi ông rằng, tại sao giúp đỡ Khá Bảnh mà không nói? Ông trả lời rằng, cứ giúp đỡ là phải nói ra hay sao? Việc thuê luật sư cũng chỉ là một trong rất nhiều điều mà Dũng Trọng đã giúp Khá Bảnh. Bởi vì Bảnh đã rất quý trọng ông và ông cũng đã đáp trả bằng những việc làm thiết thực nhất trong khả năng của ông. Nhưng bản án cho việc Khá Bảnh đã làm là không thể thay đổi. Thế nhưng việc giúp đỡ những người ở lại cũng chính là giúp đỡ Khá Bảnh, giúp anh có thể yên tâm cải tạo cho tốt để sớm trở về với gia đình và bạn bè.